Sưởng gỗ Mộc Nam Huy xin cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Và đây là bộ ghế cột 12 mẫu Minh Quốc Đào trên chất liệu gỗ gõa đỏ. Cơ sở đang chuẩn bị bàn giao đến cho anh Thiện có địa chỉ tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, đây là một trong những sản phẩm rất là hot của cơ sở Mộc Nam Huy trong thời gian vừa qua. Đó là Minh Quốc Đào với tiêu chuẩn mặt ván tràn liền hoàn toàn là 3 phân và tiêu chuẩn về chất cây lành sạch nhất hàng loại 1 luôn. Đây là bộ ghế được làm với giá hoàn thiện đó là 54 triệu. Chất cây của nó thì gọi là cực kỳ là tuyệt vời quý anh chị nhá. Đó, hàng mặt liền. Đó, Minh Quốc Đào. Đó, chất lượng cây thì nó ở một cái tầm rất là sạch luôn cả các cái phần gầm và phần đáy luôn, chứ không đơn giản là nó chỉ đẹp ở các cái phần mặt tiền quý anh chị nhá. Đó, nguyên bộ 6 món, một băng dài, hai ghế đơn, có một bàn, một đôn cao và một chiếc đôn thấp ở phía bên trong đây ạ. Đó, và đây là sản phẩm cơ sở đã sơn hoàn thiện cho anh Thiện luôn. Và anh Thiện là khách hàng đã mua tại cơ sở Mộc Nam Huy, anh đã từng mua rồi và anh cũng có tới xưởng kiểm tra và ký nhận cái sản phẩm này nữa. Thì đây là một cái điều cực kỳ tuyệt vời và cũng là một cái điều mà cơ sở rất là mong muốn. Đó, khách hàng tới xưởng kiểm tra và ký nhận nhé. Đó, và đây là tiêu chuẩn về form dáng cũng rất là đẹp, đó rất là tuyệt vời. Đó, màu sắc thì đồng đều. Ở đây thì cơ sở sơn màu sắc là sơn tự nhiên hoàn toàn, đó, sơn tự nhiên theo chất liệu gỗ gõa đỏ luôn, không có lên màu nhiều và cũng không có xuống màu gì hết quý chị nhá. Đó, nguyên zin màu như nào là y chang như vậy. Đó, chất lượng cây thì gọi là cực kỳ là đẹp rồi đúng không ạ? Đó. Và cùng trong ngày cơ sở cũng có giao đi thêm một chiếc ghế gấp chất liệu gỗ gõa đỏ, ghế gấp đa năng, vừa là ghế mà lật ra thì nó lại thành chiếc giường, rất là tiện dụng cho khách hàng sử dụng nhá. Đây là sản phẩm cơ sở sẽ giao đến cho chú Tam với giá sản phẩm này là 12 triệu. Với chú Tam thì chú cũng là một khách hàng cũng rất là yêu mến cơ sở Mộc Nam Huy khi mà chú đã mua của cơ sở Mộc Nam Huy cái sản phẩm này. Và tính tính trên số lượt mua ấy là chú đã mua của Mộc Nam Huy là cả 3 lần rồi. Xin được cảm ơn chú rất là nhiều và cảm ơn rất nhiều những anh chị khách hàng, cô chú khách hàng ở những nơi rất là xa, không những ủng hộ cho cơ sở một lần mà lại còn ủng hộ là rất là nhiều lần luôn. Và ở thời điểm hiện tại thì cơ sở đang quay video này là buổi chiều của ngày thứ tư ngày 11 tháng 1. Thì cơ sở cũng xin có đôi lời với quý anh chị khán thính giả, đó là đây là thời điểm mà đã cận Tết rồi, và các cái sản phẩm bàn ghế đồ gỗ của khách hàng là cơ sở đang gấp rút hoàn thiện để bàn giao đến cho những khách hàng đã mua trước. Còn ở thời điểm hiện tại, nếu như quý anh chị có nhu cầu mua những cái sản phẩm mà còn mộc để mà sơn thì cơ sở cũng xin báo là sẽ chỉ còn đâu đó vài ngày nữa thôi là cơ sở còn có thể đáp ứng được cho quý anh chị. Đó là tại vì cơ sở còn phải cân đối đến cái thời gian để mà sơn xong hoàn thiện và bàn giao cho khách nữa. Nên là nếu như quý anh chị có nhu cầu cho sản phẩm gì, quý anh chị có thể báo sớm, anh chị tới sớm cơ sở để cơ sở có thể kịp mà sơn rồi là bàn giao đến cho quý anh chị để có những cái sản phẩm đẹp để mà sử dụng trước Tết. Còn nếu như muộn quá thì cơ sở cũng rất là xin lỗi quý anh chị. Đó, tại vì ở đây thì bên em bán hàng là bán từ mộc cho nên là còn cái công tác sơn đó nó cũng mất khá khá thời gian đấy, cho nên là quý anh chị cũng có thể lưu ý nhá. Đó, và đây là một bộ ghế và một chiếc ghế gấp rất là đẹp, cơ sở cũng đã hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao. Và dành cho nhiều khách hàng quý anh chị còn chưa biết về cơ sở thì em cũng xin đặc biệt nhấn mạnh đó là ở đây cơ sở Mộc Nam Huy là xưởng sản xuất và trực tiếp nằm trong khu vực làng nghề sản xuất đồ gỗ Hố Nai Ba thuộc huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai. Đó, từ đây thì em công bố các cái sản phẩm, công bố các cái chi tiết và giá cả một cách rõ ràng và minh bạch. Quý anh chị khách hàng có yêu mến cơ sở thì mong là quý anh chị ủng hộ cho cơ sở. Và tốt hơn hết và điều mà cơ sở mong muốn nhất vẫn là được trực tiếp đón tiếp những anh chị khách hàng tới thăm cơ sở kiểm tra và ký mộc trước khi sơn nhé. Vâng, Mộc Nam Huy xin chào và xin hẹn gặp lại.